Xin mến chào tất cả quý vị anh chị các bác đã quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em có đi chợ qua quán đồ cũ, em có vào thì đây có một số loa. Trước em chưa bao giờ em quay cả mấy loa con nhưng mà sao nó cũng rất là đắt, để tiện em sẽ quay cho các bác. Thì dạo này em cũng ít đi thì nên là vì dịch bệnh nên em ít quay, thì tiện em sẽ quay mấy con này cho bác xem. Ở đây thì có bộ loa lời này của Boss SE, nhưng mà con này nó nhẹ quá. Con này không hay bằng mấy con hôm qua vừa đăng lên Facebook đâu. Trên đây là JBL này, 4312A này. Con này giá 22 triệu. Chưa ship về nha ba. Nặng 10 cân, hơn 10 cân một cái nhỉ. Ôi giời. Như hiện tại dịch thì cũng có công ty người ta nhận chuyển đồ nhưng mà giá nó sẽ cao hơn. Đây, đây sẽ là nó sẽ là 220.000 một cân. Bình thường khoảng tầm 190.000 đến 200.000 thôi. Nay dịch ít công ty về hơn nên là họ đắt hơn tí. Đây JBL Studio 220 à 212 đắt nhỉ. 220 đắt như thế này là đắt, đắt hơn trước em mua. Rồi, ở đây thì có auto fan luôn này. Auto fan của con này đắt. Auto fan con này 30W, 90W xuất lực. 90 dB à, 10 triệu hơn này. Thôi là chả quay nữa. Pioneer SUK3. Con này không thấy ghi thông số, cũng chặt không quay ra phía sau được. Các cần thông cảm. Còn giá 4 triệu rưỡi thôi, lướt qua thôi. Nên là sẽ quay mấy à, trên này có rất nhiều bot, bot 101 các thứ này. Đấy mà đấy. Con 101 thì loa lời 150W đấy. Con này em cũng có một đôi của như con này Phonix nhưng mà nó xấu hơn chút, giá chỉ bằng một nửa này thôi. Bác nào mua thì liên hệ với em sẽ để cho. Rồi em sẽ gửi ảnh và thử cho. Nó bằng một nửa giá con này. Và hơn nửa, 2/3 giá con này. Con này một con mút, con kia tầm 7 cm, 7 cm 5. Đấy, là giá em đã mua về tay rồi. Nếu bác chỉ cần chịu thêm tiền ship về Việt Nam thôi. Đấy, con này công suất 150W, nghe con đánh rất kêu rất kinh. Đây là Boss 101 111AD, con này giá 3 triệu rưỡi, khá đắt. Công suất thì vẫn là 150W. Ở dưới này có Tannoy này, Definition này, DC8TIB. Con này giá mới của nó là 88 man này, 88 man trên đường khoảng tầm 175 triệu gì đấy nhỉ. Yeah. Hiện tại nhưng hiện tại giờ giá của nó bây giờ còn tầm 45 ăn 9, tầm hơn 100 triệu. Đôi này, đôi này thì nhẹ thôi, tầm 5-6 cân, 7-8 cân một cái. Cả đôi chưa đến 20 cân, cận cả bọc các thứ vẫn còn trong bọc. Quay cho bác xem đấy, cụ thể này vẫn còn trong bọc nguyên đẹp. 100 triệu đôi này, công suất xem nào, không thấy ghi công suất gì bạn. Cái người ta ghi công suất gì cả thì xin thông tin thôi, lật phía sau xem sao. Này thì khá nặng, lơ ngơ đổ một phát thì ăn mắm 100 triệu bạc làm mấy tháng chả đủ. Bên cạnh này là con Victor SP Pro 3, con này rẻ, con này to đùng nhưng mà rẻ. Con này giá 5,5 triệu thôi, không quay. Bên này là tannoy cái núm đầu của nó, đầu núm bị móp vào này. Con này thì chưa, không làm sao nó lên được. Đầu này thì vẫn còn e căng, con kia không còn e căng, đã bị móp cái núm đầu. Đây là Tannoy Sensit DC2 nha bác. Có giá mới thì không có nữa. Giá cũ là nó tầm gần 9 man, là tầm 18-19 triệu. Sản xuất năm 2003, công suất 375W và cái điện trở 8 ohm. Tần số từ 30Hz đến 51kHz. Kinh khủng đấy nhỉ. Đây, màu con này đây. Cô quay xa cho bác thấy. Đấy. Con này rất đẹp đấy. Gỗ trên này rất đẹp này. Cái gỗ nó còn đẹp hơn tầm 90% ấy. Nó đẹp vân vân đâu ra đấy luôn. Căng này thì người ta dán rồi nhỉ. À, vẫn mở được. Đây, mở ra cho các bác xem. Đấy. Vẫn còn
Nguyên siêu nhỉ, bác ốc đầu lục này thì vẫn chưa có dấu cậy. Thôi em lắp vào, căng vào. Rồi. Đây là đôi Yamaha gì đây? Yamaha NSF 901. Giá cũ bây giờ là 17,6. Tương đương với khoảng tầm 40 gần 40, 38 triệu. 36 triệu. Giá mới nó là tầm 80 triệu, công suất của nó không dây ghi điện trở là 6 ohm. Tần số là 30Hz cho đến 1000 là 100kHz. Yamaha rất là đẹp này. Đấy. Đẹp qua nhà mẫu gỗ đẹp thế. Trên đen gỗ là mũ vàng đẹp. Hơi đèn hơi lóa các bác thông cảm. Rồi sau bên này là mấy con loa con này, vẫn đắt này. KF là cái loa gì đây nhìn đẹp thế nhỉ? 7 triệu. Đôi như này. Không thấy công suất, không thấy gì cả. Speaker. Cái gì? Cố càng lô mì thì bị cái gì thay, nó thay gì rồi ấy. Nó giãn cái gân hay sao? À, giãn cái màng loa, gân loa này, đúng rồi. Thì nó ghi cái chữ này thì em không biết, thì giữ chuyên ngành. À, chỉ đây. Cái gì là cái chắc là cái màng loa, gân loa đã bị thay rồi. Nên có đây ghi đã thay rồi. Đấy, con này có giá là 7 triệu, cũng một đôi khá đắt nhỉ. Đây, BMW đây. BMW, nhiều bác cũng hỏi nhưng mà nay mới thấy một vài đôi em quay cho bác, dưới con đôi nhỏ nó tự em quay luôn. Con này là BMW có CDM1 Special Edition. Con này thì người ta bọc này rồi nên không thả cái căng ra cho bác xem được nhá. Bác không ngại nhá. Bảo hành 6 tháng, sản xuất 1998. Con này thì có đúng trên này nè, có đúng chép trên này. À, cả hình dạng khá là quái, khá là dị. Khá đẹp, gỗ rất đẹp. Tầm 90% đấy. Tầm 90 xuống đấy nha, tầm 80, hơn 80%, 85%. Còn giá mới nó là 20 triệu, giá cũ nó bây giờ là hơn chục triệu tỷ. 88 decibel, 8 ohm. Không thể ghi công suất xuất lực là bao nhiêu. Đây là cái 283, đây chữ âm và chữ áp này, là cái áp lực âm thanh tần gọi là bao nhiêu decibel đấy, cường độ âm thanh. Không thấy ghi công suất đó. Đấy. Phía sau thì nó hơi to nên chỗ này diện tích hơi chật không quay được. Bên này có JBL SAS 100SP 5 triệu. Không ghi công suất luôn. Con này chắc ngoảnh ở phía sau được. Đấy, bé con này vẫn còn mũi bọc. Đẹp thế nhỉ? Con này made in PRC nhá. PRC là cái tắt của gì nhỉ? Cái gì? Cái gì chữ P là gì, còn chữ CR và chữ C là Republic of China nhá. Người ta ghi thế này để đánh lừa mắt những người chưa biết trước đây hay game made in China, thì made in China là không, người ta không ưng. Người ta sẽ bên Trung Quốc sẽ chơi lại cái bài là PRC là cái tắt của Cộng hòa Dân chủ Nhân Trung Hoa. Đấy, People Republic of China, đúng không? Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Đấy, trước không đi made in China nữa. Đây, quay cho bác xem này. PRC, đấy. People Republic of China, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa nhé. Rồi dưới này, ở đây là có một con Baker Muller. Baker Muller là loa dùng đắt thế. Nó giá cũ nhá, bây giờ nó còn tầm 135 triệu này, hơn 135 triệu đấy, bảo hành 6 tháng, cũng lá tí này. Kích thước này cũng 2 gang, chiều này 2 gang, chiều này hơn gang. Đây, màng loa, gân loa các bác vẫn có thể thấy được, hơi lóa, điện nhiều quá, toàn một dãy bóng điện dài như này, các bác xem, đấy, loạt này hơi khó xem. Nó có đầy đủ cả sạc dây các thứ này, tính năng này, bất minh đề sự này, gọi là chữ tính này, chữ năng nào đâu, gọi là các cái loại như là tính năng của nó thì người ta không, bất minh là tiếng Việt mình cũng hình dung ra được rồi, không rõ ràng, hành tung bất minh các thứ đấy. Đấy, cái này thì không rõ ràng thông tin này, công suất các thứ, người ta ghi đây luôn, mà giá đắt thật, 135 triệu, ô tô fan này. Bộ 121 có giá 3 triệu rưỡi này. Giữa này có một đôi
BMW này nữa này, BMW này, giá mới là 12 vạn 1. Ủa, con này có tí tí này mà rất thật, đúng là hàng chất nên có khác. Điện trở là 8 ohm, tần số âm thanh gì nhỉ, cường độ âm thanh 84 decibel, cũng khá to, không thể ghi công suất nha bác. Con này thì chắc là in England hay đâu, không dám quay sau này, muốn quay sau một mình khó quá, một tay quay rồi một tay đỡ loa thì nó rớt bể. Để em lật ra cho bác xem. Con này 100W 8 ohm, made in England đúng không? 100W 8 ohm nha bác, vẫn còn dỡ sổ đâu, còn mới, nó đẹp, Victor Yamaha điện nông có thứ. Rồi em quay lướt lướt cho bác xem mấy con hôm nay em đi tiện em qua mua cái đồ, thì em quay cho bác xem thôi. Ở đây nó cũng không có nhiều đồ mà thông dụng lắm, ngoài mấy cái đôi bâu con kia. Đấy, thì cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.